Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay ngày 28 tháng 5 thì cơ sở đồ gỗ Đồ Thời Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng quy trình dát vàng ta 4/9 để cho quý khách không bị nhầm lẫn giữa vàng Đài Loan. Vàng ta là lá vàng nó vuông 3 cm. Thì hôm nay chúng tôi có quay phát trực tiếp dát vàng ta bộ hoành phi câu đối của gia đình anh Lê Văn Minh. Anh đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, mà anh sẽ kê bộ đồ thờ này cùng với bộ trường kỷ bằng chất liệu gỗ hương đá tại nhà thờ Thanh Hóa. Và trong rất nhiều video clip trước, tôi đã giải đáp thắc mắc cho quý vị về các cái sản phẩm dát vàng ta. Thì quý khách có thể truy cập vào trang chủ YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành để xem thêm. Quý khách lưu ý lá vàng ta chỉ vuông 3 cm, còn lá vàng Đài Loan là vuông 9 cm. Vì là bản lá vàng ta rất là bé nên dát lên các cái bề mặt chữ nó lâu hơn vàng Đài Loan rất là nhiều và tỉ mỉ hơn, yêu cầu người thợ tay nghề phải cao hơn. Và video này đang được quay phát trực tiếp tại cơ sở 1 đồ gỗ Đồ Thời Hiền Lành, là trực tiếp nghệ nhân Dương Văn Hiền đang dát vàng ta, quý khách có thể theo dõi được. Và bây giờ chúng ta cùng xem quy trình dát vàng bộ hoành phi câu đối dát bằng vàng ta đẹp như thế nào để cho quý khách không bị nhầm lẫn giữa lá vàng Đài Loan. Và quý khách có bị lừa hay không thì quý khách hãy xem hết các video clip này. Và toàn bộ các quy trình làm về vàng ta hay vàng Đài Loan đều được phát trực tiếp trên kênh YouTube. Thì quý khách nhớ đăng ký kênh Đồ Gỗ Đồ Thời Hiền Lành để quý vị có thể tiện theo dõi hơn. Cảm ơn tất cả quý khách hàng đã quan tâm theo dõi các video clip của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Và bây giờ chúng ta cùng xem tiếp bộ tiếp theo, hoành phi câu đối liền khối gỗ gõ đỏ, hàng đặt của gia đình anh Lê Văn Minh tại thành phố Hồ Chí Minh. Người ta sinh chỉ
rủ nhau buôn
trầm hoan, trăm họ gian lao như câu cách điều quý sao, chẳng khe ngàn suối dồn vào mồ sống.
nước có nguồn để cả sông sâu người ta sinh trưởng bởi đâu nghĩ à. Người ta
chiều quý sao trăm khe ngàn suối dồn vào mồ sông. Sống yên an tổ tiên cuốn trong công.